số A đô. Cụ thể là như sau. Mình có bảng đại từ chỉ thị là mình có là mình sẽ học về đại từ chỉ thị đồ vật. Đại từ chỉ thị đồ vật hoặc là con người. Đại từ chỉ thị về địa điểm và địa điểm mang tính lịch sự được chưa nào? Thì mình có nhóm pô, nhóm xô, nhóm A là và một nhóm đô. Đô ở đây là từ để hỏi được chưa? Rồi bây giờ mình có đồ vật. Khi mà nói về đồ vật, đây là cái gì, đó là cái gì, kia là cái gì thì mình sẽ dùng với đại từ là kode, sode và ade. Đây là đại từ chỉ dùng để chỉ vật mà thôi, được chưa các bạn? Kode, sode, ade thì n phía sau phải là chỉ vật. Đây là cây bút là gì? Kode wa ben desu. Kode wa boru ben desu. Được chưa? Đây là cây bút sode wa boru ben desu. Ade wa boru ben desu. Và từ để hỏi sẽ là từ đô đề, cái nào. Thì tạm thời các bạn chưa quan tâm về cái này là bài 16 các bạn mới học. Cho nên tạm thời mình chỉ học bài này ở dưới dạng là kode, sode, ade. Đây là cái gì, đó là cái gì, kia là cái gì. Cho nên mình chưa có từ để hỏi. Tiếp theo, khi mà chỉ vật hoặc là chỉ người thì mình sẽ có là kono cộng với một danh từ, sono cộng với một danh từ, ano cộng với một danh từ. Thì ví dụ cô nói là cây bút này, thì thay vì cô nói kode thì cô nói là konoboruben. Và người này thì cô nói, thay vì cô nói là cô sẽ nói là konohito, chứ bạn không thể nói là kode được. Chứ người này thì buộc mình phải dùng ở mẫu này. Mình phải thay n này là n chỉ vật. Nếu n chỉ vật thì nhóm này chỉ vật. Mà nếu như n chỉ người thì nhóm này chỉ người. Chữ người các bạn học rồi là chữ hito. Thì mình sẽ konohito, sonohito, anohito. Thì những từ này sẽ biến thành từ chỉ người. Còn nếu chỗ này là vật thì konoboruben, konoterebi, konodenwa. Trên nào sonodenwa, anodenwa thì là chỉ vật. Và từ để hỏi cũng là dono cộng với từ n này và bài 16 các bạn mới học. Chờ. Rồi, tiếp theo các bạn lưu ý nha, từ này chỉ người konohito và tuyệt đối không được thay thế thành kode. Kode sode để chỉ là chỉ đồ vật mà thôi. Tiếp theo về chỉ địa điểm là bài hôm nay các bạn vừa mới học xong, đó là koko, soko và asoko là chỉ địa điểm là nơi này, nơi đó, nơi kia, chỗ này, chỗ đó, chỗ kia, được chưa nào? Nếu như người này thì sẽ không được dùng cái này. Cái này cũng không được dùng cái này. Cái này sẽ dùng là kode. Người này sẽ là konohito. Và chỗ này sẽ là koko. Được chưa các bạn? Và từ để hỏi các bạn đã học rồi. Từ doko ở đâu? Trên nào các bạn? Và tương tự mình có địa điểm này, mình sẽ có một số cặp từ chỉ ở dạng lịch sự như sau. Là mình sẽ có là kochira, sochira và achira. Và từ để hỏi là dochira. Chức năng và ý nghĩa nó hoàn toàn giống với lại cái phần ba từ trên này. Cái khác nhau ở chỗ là nó được dùng trong văn phong lịch sự. Rồi trên đây là đại từ chỉ thị các bạn đã học trong bài 2 và bài 3 ngày hôm nay. Các bạn lưu ý phân biệt rõ khi nào chỉ người, khi nào chỉ vật, khi nào chỉ địa điểm. Ở ba cái ý nghĩa chính như vậy mà thôi. Các bạn ôn kỹ lại cái đại từ này. Đây là những kiến thức cơ bản nhất trong ba bài đầu của sách Minano Nihongo.